Trong những tháng vừa qua, VinFast Fadil vẫn được đánh giá là dòng xe hatchback hạng A, được bán khá chạy. Dòng xe này được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Opel Karkaroo và Chevrolet Spark thuộc thế hệ thứ tư. Mẫu xe mang thương hiệu Việt VinFast Fadil được trang bị rất nhiều tính năng cao cấp, mặc dù đó là xe hạng A, cũng như là vận hành an toàn so với các đối thủ trong cùng phân khúc như là dòng xe Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo hay là Honda Rio. VinFast Fadil có 8 tùy chọn màu sơn ở ngoại thất, bao gồm có màu blue, xanh dương đậm, màu xám, màu cam, màu đỏ, màu bạc, màu trắng và cùng hai màu sơn mới, đó màu xanh dương nhạt và màu xanh lá. Nhìn trong bảng niêm yết giá của hãng VinFast về dòng xe Fadil, từ phiên bản tiêu chuẩn với giá là 425 triệu, bản cao hơn một chút đó là bản nâng cấp giá là 459 triệu, bản Fadil cao cấp với giá là 499 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, giá ưu đãi khi khách hàng mua trả thẳng 100% giá trị xe lần lượt từ bản tiêu chuẩn cho đến bản cao cấp như sau. Thay vì là 425 triệu, bây giờ khách hàng chỉ trả là 336 triệu 500 ngàn đồng cho bản tiêu chuẩn. Còn bản nâng cấp, nâng cao hơn chút thì khách hàng trả là 363 triệu 100 ngàn đồng thay vì 409 triệu đồng Việt Nam. Và bản cao cấp nhất là khách hàng trả 395 triệu 100 ngàn đồng cho bản 445 triệu đồng Việt Nam. Như vậy thì khi dùng tiền mặt để mua dòng xe này thì khách hàng không phải trả đến 400 triệu đồng Việt Nam, kể cả bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, khi cộng vào các loại phí tạm gọi là giá lăn bánh thì có xê dịch hơn một chút. Ở tại Hà Nội, bản thấp nhất là 404 triệu đồng, bản cao nhất là 470 triệu đồng Việt Nam và bản nâng cao là 443 triệu đồng Việt Nam. Số lẻ chúng ta có thể tính xê dịch chưa đến 1 triệu đồng Việt Nam. Nếu khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, với bản thấp nhất khách hàng sẽ trả là 397 triệu đồng Việt Nam, bản nâng cao là 427 triệu đồng Việt Nam, bản cao cấp nhất là 462 triệu đồng Việt Nam. Còn các tỉnh thành khác, bản thấp nhất là 378 triệu đồng Việt Nam, bản nâng cao là 408 triệu đồng và bản cao cấp nhất là 443 triệu đồng Việt Nam. Xe được trang bị với hai dạng, nếu phiên bản tiêu chuẩn thì VinFast Fadil được trang bị hai túi khí. Còn đối với bản cao cấp thì được trang bị 6 túi khí. Với thông số lốp là 185/55R15. Trợ lực lái đó sử dụng trợ lực điện và hệ thống treo ở phía trước và phía sau MacPherson phụ thuộc dầm xoắn. Hệ thống phanh trước là đĩa và phanh sau là tang trống. Hệ dẫn động FWD và hộp số là CVT. Động cơ được biết đó là 1.4 động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng. Trọng lượng không tải của dòng xe này với bản tiêu chuẩn là 992 kg, đối với bản cao cấp là 1.005 kg. Khoảng sáng gầm xe là 150mm, chiều dài cơ sở của xe đạt là 2.385mm. Với kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.676, 1.632 và 1.495mm. Xếp về ngoại thất thì VinFast Fadil có tạo hình chữ V lớn ở đầu xe và hai bên đó là cụm đèn pha halogen to bản, cản sau thiết kế thể thao và hai bên đó là đèn sương mù, thân xe trông khá là cứng cáp cũng như là nhìn khá chắc chắn. Đường gân dập nổi tăng thêm tính thể thao cho dòng xe này. Với gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và gập điện chỉnh điện. Xe sử dụng lốp là 185/55R15 với la răng đa chấu kép. Đi vào bên trong khoang nội thất của xe, ở cabin VinFast sử dụng chất liệu da có tất cả các hàng ghế. Tuy nhiên khu vực táp lô ốp nhựa lại là một điểm trừ xét về mặt thẩm mỹ. Màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, AM, FM, kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, cùng với dàn âm thanh 6 loa, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. VinFast Fadil trang bị động cơ 1.4 4 xi lanh thẳng hàng với công suất là 98 mã lực tại 6.200 vòng trên 1 phút và moment xoắn là 128 N tại 4.400 vòng trên 1 phút. Hộp số tự động vô cấp CVT,
không có số sàn và hệ dẫn động cầu trước với hệ thống treo ở phía trước đó là MacPherson và hệ thống treo sau kiểu dầm xoắn. Nói về trang bị an toàn trên dòng xe này gồm có camera lùi chống lật, rồi kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và có hệ thống chống bó cứng phanh ABS với EBD. Những điểm mạnh của dòng xe này đó là trang bị an toàn có hệ thống cân bằng điện tử, hộp số vô cấp CVT giúp cho xe vận hành một cách mượt mà và êm ái. Cảm giác lái xe đầm và chắc, hệ thống treo hoạt động khá tốt và động cơ khá là mạnh trong phân khúc xe hạng A. Tuy nhiên cũng có những điểm hạn chế là nói về xe hạng A, khi chạy lên đến km cả 100 km/h thì xe có vẻ là hơi bồng bềnh. Giá niêm yết cao nhất trong phân khúc đối với xe hạng A, khoang cabin không đủ rộng rãi để vượt qua nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Trong thời gian gần đây, Toyota ra một mẫu xe khá là bắt mắt và hút khách trong thị trường ô tô Việt, đó là Toyota Corolla Cross. Với sở hữu thiết kế mang nhiều đường nét tương đồng với Toyota RAV4 thế hệ mới nhất và tổng thể xe trông rất khỏe khoắn cũng như là động chất SUV, Corolla Cross sử dụng nền tảng kiến trúc toàn cầu mới của Toyota, đó là TNGA, từng xuất hiện trên Corolla Aris và CHR. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn và khá giống với Hilux mới và đi cùng với cản trước hầm hố và đèn pha LED. Chính điều này đã hút mắt nhiều khách hàng Việt và nhiều khách hàng Việt đã xuống tiền chọn mẫu xe này, cũng thực sự là rất đáng đồng tiền. Dọc thân xe đó là bộ la răng 18 inch với ốp viền đen tạo nên cảm giác vẻ cứng cáp mạnh mẽ cho chiếc xe. Phía sau đó là đèn hậu LED thiết kế một cách mềm mỏng và bắt mắt. Như chúng ta đã biết, Toyota Corolla Cross đã chính thức chào hàng ở thị trường Việt vào ngày 5 tháng 8, 2020. Có nghĩa là cũng đã gần tròn 1 năm. Điều đặc biệt đó là mẫu crossover mới này đã được định vị nằm giữa Yaris Cross hạng B và RAV4 hạng C. Như vậy thì Toyota Corolla Cross đó là đối thủ của Hyundai Kona hay là Honda HR-V, Kia Seltos và cả Mazda CX-5 hay là Honda CR-V nữa. Với tầm giá được thông báo chính thức từ một số đại lý ở trong nước ở trong quý thứ 3 năm 2021, với phiên bản thấp nhất có giá từ 720 triệu cho đến 918 triệu đồng Việt Nam theo giá niêm yết. Cụ thể là đối với dòng xe Toyota Corolla Cross 1.8G gồm có màu trắng ngọc trai và các màu khác, với giá niêm yết là 728 triệu cho trắng ngọc trai và 720 triệu cho các màu khác, thì giá lăn bánh được tạm tính ở Hà Nội đó là 837 triệu cho trắng ngọc trai và 828 triệu đồng cho các màu khác. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì giá có thể mềm hơn một chút là 823 triệu cho trắng ngọc trai và 814 triệu cho Toyota Corolla Cross 1.8G các màu khác. Giá lăn bánh ở các tỉnh thành thành phố khác thì khách hàng có thể tiết kiệm được lên đến cả gần 20 triệu đồng Việt Nam đối với bản trắng ngọc trai là 804 triệu, với các màu khác là 795 triệu đồng Việt Nam. Và Toyota Corolla Cross còn hai phiên bản 1.8V cũng là màu trắng ngọc trai ở tại Hà Nội, được giá niêm yết là 828 triệu, tuy nhiên giá lăn bánh lên đến là 949 triệu. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh là giá 933 triệu và tại các tỉnh thành khác là 914 triệu đồng Việt Nam. Đối phiên bản 1.8V này, các màu khác giá niêm yết là 820 triệu và tại thành phố Hồ Chí Minh là 924 triệu, tại Hà Nội là 940 triệu, ở tại các tỉnh thành khác là 905 triệu đồng Việt Nam. Còn bản 1.8 HV với màu trắng ngọc trai, giá niêm yết là 918 triệu, ở tại Hà Nội là giá 1 tỷ 050 triệu đồng Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh là giá 1 tỷ 032 triệu đồng Việt Nam, tại các tỉnh thành khác là 1 tỷ 013 triệu đồng Việt Nam. Các màu khác trong bản 1.8 HV là giá niêm yết là 910 triệu đồng Việt Nam, ở tại Hà Nội là 1 tỷ 041 triệu đồng Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 023 triệu đồng Việt Nam, tại các tỉnh thành khác giá tạm tính lăn bánh là 1 tỷ 04 triệu đồng Việt Nam.
Xét về nội thất của dòng xe Toyota Corolla sử dụng tông màu đỏ Terra Rossa làm chủ đạo. Trang bị tiện nghi trên xe bao gồm cụm đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch. Màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau và ổ cắm USB. Với Toyota Corolla Cross, trang bị động cơ xăng 1.8 kết hợp với hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất là 140 mã lực, đạt 175 Nm xoắn. Phiên bản Hybrid 1.8 kết nối với motor điện là 600V, giúp cho xe sinh công suất tổng lên đến là 170 mã lực và đạt là 305 Nm xoắn. Xét về những điểm ưu điểm của dòng xe này, đó là có thiết kế ngoại thất nhìn rất đẹp, hệ thống treo mượt và cách âm khá là tốt, cũng như là điều mà rất nhiều người quan tâm, đó là khả năng tiêu thụ nhiên liệu thế nào, thì đây là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên có những cái điểm khuyết của nó là công suất động cơ cũng còn yếu và chất lượng camera 360 độ chưa cao, độ phân giải chưa tốt lắm, cảm giác lái khá là đơn điệu và khoang cabin thực tế là không quá rộng rãi cho dòng SUV này. Xét về trang bị an toàn trên dòng xe Toyota Corolla Cross thì khá là đầy đủ, như là 7 túi khí, dùng phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp, và trang bị camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Đặc biệt là Corolla Cross ở tại Việt Nam sẽ trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2 mới nhất trên bản 1.8V và 1.8HV với các tính năng như là cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cruise control chủ động, đèn pha tự động thích ứng. Chúng ta có thể nhìn qua về cái khung gầm của dòng xe này, như là khung xe là TNGA, hệ thống treo phía trước MacPherson với thanh cân bằng và hệ thống treo phía sau với bán phụ thuộc dạng thanh xoắn với thanh cân bằng, trợ lực lái, trợ lực điện. Vành xe là hợp kim và kích thước lốp là 215/60R17 hay là 225/50R18. Với lốp dự phòng là vành thép và phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa. Số túi khí sử dụng ở trên xe này đều là 7 túi khí. Xe được trang bị với những chế độ lái như là EV Mode, Normal, Eco, Power. Và xe được dẫn động cầu trước với sự tiêu hao nhiên liệu trong cung đường đô thị là 11 lít trong 100 km, với cung đường ngoài đô thị đó là 6,1 lít, và mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp là 7,9 lít. Dung tích bình nhiên liệu của dòng xe này là 47 lít và dung tích khoang hành lý là 440 lít. Kích thước tổng thể của xe đó là dài rộng cao lần lượt là 4460, 1825 và 1620 mm, với chiều dài cơ sở của xe là 2640 mm, chiều rộng cơ sở của xe là 1560 và 1570 mm, với khoảng sáng gầm là 161 mm. Bán kính vòng quay tối thiểu để quay đầu là 5.2 m. Quý vị đã nhìn thấy trên thị trường ở tại các đại lý, thương hiệu Toyota Corolla Cross gồm có những màu căn bản như là màu bạc với mã số là 1K0, với màu đen là mã số là 218, với màu đỏ đó là mã số 3R3, màu nâu là mã số 4X7 và màu trắng ngọc trai là mã số 089, màu xám xanh là mã số 1K3 và màu xanh đó là mã số 8X2. Như vậy nhìn chung đến 7 màu mà chúng ta có thể lựa chọn dòng xe ưng ý, cũng như là màu sắc ưng ý, và nhiều người quan tâm đến vấn đề về phong thủy và màu sắc của mình cũng khá là dễ dàng lựa chọn cho dòng xe này.